Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay là những ngày cuối năm rồi quý vị, về toàn hàng khủng thôi ha. Vừa về được một con xanh xui G9700. Con này thuộc hàng siêu khủng của dòng xanh xui, với cái xây rất là to khủng, chiều ngang 56, chiều cao 21 và chiều sâu 50 quý vị, khủng. Con này dạng tay to mặt bự đấy quý vị, nhà lớn quý vị trưng bày những con này vô cùng tuyệt vời quý vị. Đây cái đèn này là đèn vàng quý vị, do phòng em mở quá sáng đi cho nên là quý vị thấy cái ánh đèn vàng thì không rõ đấy, đây này. Và cái nó còn cái đèn xanh này là đèn radio, còn bên đây là đèn hai cái đèn tia. Máy trong tình trạng là tuyệt vời, đẹp tuyệt vời luôn. Thường là những con xanh xui những cái chỗ này nó sẽ bị chốc hoặc là nó bị chày rất là nhiều, nhưng mà con này rất là đẹp luôn quý vị. Còn cả cái tem original rin theo luôn ha. 200W mỗi kênh ha quý vị, 200W 8Ω mỗi kênh luôn, và công suất tiêu thụ của nó là 600W. Đấy, cực kỳ khủng ha. Quý vị xem ha, xem mặt của nó nè, cái phay nhôm này quý vị. Đây, rất đẹp luôn quý vị. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm. Chỉ có chỗ này nè quý vị, nó bị nhẹ tí xíu, là cứ nhẹ tí xíu thôi ha. Còn lại là đẹp xuất sắc hết. Trên đây thì có những cái vết lông mèo mà phải nói là quay rất là gần luôn mới thấy. Đây là cái vết lông mèo tí xíu thôi ha. Đây, vết lông mèo tí xíu thôi. Và vậy đi ha, cực kỳ đẹp. Bụi đây nào vậy ha, bụi nè, ở trong này những cái vết lấm đốm này là bụi nha. Bụi. Đấy, bụi bông gòn nó lọt vô đó đó. Do bên Nhật nó để trong máy lạnh nó hát cho nên là có cái bụi này ha. Rất là nhiều. Đây baby, rất đẹp luôn ha. Khủng. Giá rất là hợp lý trong dịp cuối năm này baby. Rất đẹp luôn ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. FM ha. Chuyển qua AM. Đài đóm căng nét hết quý vị. Rồi, gục gan bên trong đây ha. Sườn bên đây ha, rất đẹp luôn. Và con này thì cái sườn của nó là màu trắng nha quý vị, đây, trắng phiếu hết nha. Tầng phô. Chung là đẹp hoàn hảo hết quý vị. Đấy, 40-50 năm rồi mà nó còn như vậy, quá tuyệt vời. Và những con xây này rất khủng. Rồi, thì tình trạng em cũng đã có quay nhiều rồi. Thì con này, clip này em chỉ test và em quay nội thất cho quý vị xem nữa ha. Rất là đẹp. Quảng cáo và tờ giới thiệu. Giải thưởng thành tựu y khoa Việt Nam. Hương dẫn trên vai, qua ngõ hồn trai, vào lòng đêm. Gió cuốn
trắng